Như đã nói thì trong video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn set up một bể rùa chi tiết hơn, và nhân viên bên Express Shop sẽ hỗ trợ mình làm điều này. Và đây sẽ là clip đầu tiên trong loạt video set up bể rùa và sắp tới mình làm, nên là các bạn nhớ ấn nút đăng ký để theo dõi kênh nha. Đi thôi. Điều đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị một bể kính. Như mình thì mình sẽ dùng bể kính với kích thước 50x25x35, đủ để nuôi rùa có kích thước tối đa 15cm, và background giúp tăng tính thẩm mỹ cũng như rùa của bạn có thêm địa hình. Background cũng có rất nhiều loại được mô phỏng theo môi trường của thiên nhiên như thân cây, núi và đá. Bên Xpet cũng sẽ cung cấp đầy đủ luôn cho các bạn. Tiếp theo, các bạn rải đều lót nền vào bể với độ dày ít nhất là 2cm. Lót nền thì các bạn có thể dùng cát trắng, sỏi hoặc đá nham thạch. Và trước khi đổ vào, các bạn nhớ phải rửa sạch lót đã nhé, tránh làm nước đục. Ở đây thì mình sử dụng lót là hạt gốm. Việc sử dụng lót nền giúp tăng tính thẩm mỹ và rùa nhà bạn có thêm địa hình để di chuyển một cách dễ dàng hơn. Sau khi rải đều lót thì bước tiếp theo sẽ là đến phần cho các bạn thỏa sức sáng tạo. Các bạn có thể dùng đá, lũa hay bất kỳ thứ gì để trang trí. Ở đây thì mình dùng đồ đề co là một chiếc sọ khỉ. Khoan khoan, sọ là làm bằng nhựa nhá, các bạn cứ bình tĩnh. Ở đây mình dùng thêm một khúc lũa và mình cũng đã rửa trước khi cho lũa vào. Các bạn lưu ý là không dùng lũa quá to hoặc cao hơn bể, tránh tạo một không gian chật chội và không để rùa của bạn có thể leo ra được. Sau khi setup xong thì các bạn đổ thêm nước vào, mức nước khoảng 60% chiều cao của bể, và các bạn lưu ý là phải đổ thật chậm ha, tránh làm hỏng bố cục mà chúng ta vừa setup xong. Còn đây là đèn UVA tích hợp UVB 3.0, có công dụng chiều sáng và phát ra nhiệt, giúp kích thích quá trình tiêu hóa của bò sát nói chung và có năng lượng để vận động. Ngoài ra, chúng còn giúp rùa nhà bạn tránh bị nấm. Máy lọc thì các bạn có thể mua tại Xpet Shop, lọc chuyên dụng hoặc mua ở các tiệm bán cá cảnh. Vậy là chúng ta đã setup xong một bể rùa hoàn chỉnh. Đây chỉ là setup ở mức độ dễ. Và mình sẽ làm thật nhiều clip setup để riêng thành một chuyên mục. Nếu như các bạn thích thì các bạn hãy đón xem ha. Và với chiếc bể như thế này thì các bạn có thể thả được nhiều loại rùa khác nữa. Có một chiếc bể đẹp như thế này trên bàn làm việc cũng là nhu cầu của rất nhiều người, giúp giảm căng thẳng trong cuộc sống và có những phút thảnh thơi khi chăm những chú pet đáng yêu như thế này. Và dịch vụ setup bên Xpet Shop luôn chào đón các bạn. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Nếu như thích video này thì hãy like và ấn nút đăng ký Lizardman để mình có nhiều động lực hơn để ra thật nhiều video clip cho các bạn xem ha. Và mình sẽ để lại link Xpet Shop ở phía dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì bye.